Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong hai tiết học của bài học số 7, chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các hệ quả địa lý. Trước khi bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời và nhanh chóng tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông lên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây hãy nhấn nút đăng ký. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản khác nhau để chúng ta tham khảo. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các bạn và các em hãy mở sách giáo khoa trang 127 của bộ sách Cánh Diều. Đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, chúng ta khi quan sát vào cuộc sống cứ diễn ra theo chu kỳ hàng năm, năm nào cũng mở đầu bằng Tết đến xuân về, rồi một kỳ nghỉ hè với tiếng ve kêu rộn rã và dập trời hoa phượng đỏ, một mùa tựu trường hân hoan rồi lại mong đợi Tết đến xuân về. Cứ thế mỗi một năm qua đi thật nhanh, và tại sao lại thế nhỉ? Để trả lời được cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong hai tiết của nội dung bài học ngày hôm nay. Trong tiết học số 1 thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn về chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các cái hệ quả của nó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ quả về các mùa trên trái đất. Và tiết học số 2 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và trả lời các câu hỏi của phần luyện tập và vận dụng. Như chúng ta đã biết thì trái đất có hai cái vận động chính, đó là vận động tự quay quanh trục và vận động quay quanh mặt trời. Vận động tự quay quanh trục thì đã được học ở trong bài học số 6. Nếu bạn nào chưa biết thì chúng ta có thể tìm lại bài học để tìm đọc học về nội dung của chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả của nó. Còn hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Thì trong quá trình chuyển động quanh mặt trời thì trái đất chuyển động như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở trong mục 1. Chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Ở đây cô có hình 7.1, đó là sơ đồ chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở bán cầu Bắc. Thì các bạn hãy quan sát hình và hãy cho cô biết mô tả chuyển động của trái đất quanh mặt trời, nhận xét trục trái đất trong quá trình chuyển động quanh mặt trời. Thì chúng ta thấy là trong cái quá trình chuyển động quanh mặt trời đấy, chúng ta có thể sử dụng cái mũi tên. Và nó đã có các cái ngày và mùa. Ví dụ chúng ta thấy là bắt đầu chúng ta đi từ ngày 21 tháng 3 đi, đến là ngày xuân phân, đến ngày 22 tháng 6 là ngày hạ chí. Thì trong cái khoảng thời gian mặt trời di chuyển từ ngày xuân phân đến ngày hạ chí thì đó là khoảng thời gian mùa xuân. Tương tự như thế thì chúng ta đã có mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Và có 4 ngày quan trọng chúng ta cần nhớ đến, đó là ngày 21 tháng 3 là ngày xuân phân, ngày 22 tháng 6 là ngày hạ chí, ngày 23 tháng 9 là ngày thu phân và ngày 22 tháng 12 là ngày đông chí. Thì chúng ta mô tả được chuyển động, đó là trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elip gần tròn. Và thời gian trái đất quay một vòng quanh mặt trời ở đây đó là 365 ngày 6 giờ, được gọi là một năm thiên văn. Chính vì thế nên chúng ta thấy là cứ 4 năm thì chúng ta sẽ có một năm nhuận. Đó là vào tính vào tháng 2 ấy, thì chúng ta thấy có một năm chúng ta có 365 ngày. Và mỗi năm dư 6 giờ thì 4 năm cộng lại thì chúng ta sẽ có 24 giờ là có một ngày. Vì thế bình thường thì ngày trong tháng 2 dương lịch thì chúng ta thường có 28 ngày. Nhưng mà 4 năm cộng lại thì chúng ta sẽ có dư một ngày, chúng ta sẽ đỏ. Thì trong tháng 2 sẽ có ngày 29, 4 năm sẽ có một lần. Đó là vào tháng 2 sẽ có ngày 29 thì gọi là năm nhuận. Và khi chuyển động quanh mặt trời chúng ta quan sát thấy đó chính là trục trái đất, thì nó vẫn luôn nghiêng một góc là 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Và nó không đổi hướng trong suốt quá trình chuyển động. Thì chúng ta thấy là nó có di chuyển về phía nào đi chăng nữa, thì cái trục trái đất này nó vẫn giữ nguyên cái hướng đó và không đổi. Thì đó chính là chuyển động của trái đất quanh mặt trời.
Từ đó chúng ta rút được ra kết luận sau đây. Đó là trái đất chuyển động quanh mặt trời trên một quỹ đạo hình elip và theo hướng đi từ Tây sang Đông. Trong quá trình chuyển động quanh mặt trời thì trục trái đất luôn nghiêng một góc không đổi là 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo và không đổi hướng trong suốt quá trình chuyển động. Và thời gian trái đất quay hết một vòng quanh mặt trời là 365 ngày 6 giờ. Các bạn chú ý ghi chép phần nội dung này vào trong vở để chúng ta sử dụng làm tư liệu học bài. Như vậy thì trong cái quá trình mà trái đất chuyển động quanh mặt trời như thế thì nó sẽ sinh ra những cái hệ quả gì? Thì hệ quả đầu tiên mà chúng ta cũng rất là dễ cảm nhận được thì đó là việc sinh ra các mùa ở trên trái đất. Thì ở đây cô có hình 7.2, đó là quang cảnh bốn mùa hay là chúng ta sống ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Thì chúng ta rất dễ cảm nhận thấy được về cái sự thay đổi về thời tiết của bốn mùa trong năm. Thì ở đây cô có hình quang cảnh bốn mùa. Thì các bạn hãy cho cô biết trong bốn cái bức ảnh A, B, C, D này thì sẽ thể hiện những mùa nào và tại sao các bạn lại khẳng định như thế? À, chúng ta nếu mà chúng ta sống ở miền Bắc chúng ta cũng rất là dễ để phát hiện ra đúng không? Thì là ở hình A thì sẽ là mùa xuân, đến hình B là mùa hè, hình C là mùa thu và hình D sẽ là mùa đông. Bởi vì sao? Chúng ta có thể nhìn vào nền về bầu trời này, về hình ảnh của cây cối này. Thì chúng ta thấy là dựa vào cái lượng ánh nắng và sự biến đổi của thực vật trong từng bức ảnh để khẳng định. Thì chúng ta thấy là vào mùa xuân thì thời tiết mát mẻ, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lọc với những cái lá non. Còn sang đến mùa hè thì cây cối đã chuẩn bị trời tiết thì các bạn thấy ánh nắng thì gay gắt hơn này. Cây cối thì mọc xanh tốt hơn rất là nhiều so với mùa xuân. Còn sang đến mùa thu thì cây cối bắt đầu chuyển màu sang màu vàng. Và trời cũng đã dịu mát dần đi và có mây. Còn đến mùa đông thì thời tiết đã lạnh, có những nơi xuất hiện băng tuyết và lá cây thì đã bắt đầu cây rụng, chỉ còn khẳng khiu trơ cành. Thì chính vì thế dựa vào cái việc ánh nắng và sự biến đổi của thực vật thì chúng ta có thể dễ dàng phát hiện được ra các mùa ở trong năm. Và tiếp theo các bạn hãy đọc thông tin và quan sát ở trong hình 7.3. Ở đây cô có hình ảnh của trái đất trong ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12. Các bạn hãy cho cô biết nhiệt độ và ánh sáng của bề mặt trái đất được phân bố như thế nào vào ngày 23 tháng 9. Và ngày 22 tháng 12 thì mặt trời chiếu thẳng khắp vào giữa trưa ở vị tuyến nào trên trái đất. Thì vào ngày 23 tháng 9 thì ở trong cái hình này không có, chúng ta có thể quay lại ở cái hình ban đầu ấy, chúng ta quan sát. Thì ở trong ngày 23 tháng 9 thì không bán cầu nào ngả về phía mặt trời nên nhiệt độ và ánh sáng sẽ phân phối đều cho cả hai bán cầu. Tương tự với ngày 23 tháng 9 này thì còn có cả ngày 21 tháng 3, đó là ngày xuân phân nữa. Thì nhiệt độ và ánh sáng sẽ phân phối cả ở hai bán cầu. Còn trong ngày 22 tháng 12 thì các bạn có thể nhìn thấy trong hình 7.3 ấy, thì mặt trời sẽ chiếu thẳng góc vào giữa trưa ở vĩ tuyến 23 độ 27 phút Nam, tức là ở khu vực chí tuyến Nam ở trên trái đất. Tương tự như thế thì các bạn hãy xác định các mùa ở vùng ôn đới bán cầu Nam trong các khoảng thời gian từ 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 9 và từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12 và từ 22 tháng 12 đến ngày 21 tháng 3. Thì các bạn có thể dựa vào ngay cái hình 7.1 ban đầu các bạn xác định được cho cô. Thì vào ngày 21 tháng 3 đến 22 tháng 6 thì ở khu vực này sẽ là mùa thu, 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 là mùa đông, 23 tháng 9 đến 22 tháng 12 là mùa xuân và từ 22 tháng 12 đến 21 tháng 3 sẽ là mùa hạ thuộc khu vực bán cầu Nam. Và chúng ta thấy là từ ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 thì không bán cầu nào ngả về phía mặt trời nên ánh sáng mặt trời phân phối đều cho cả hai bán cầu.
Còn ngày 21 tháng 3 đến 23 tháng 9 thì khi đó bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn bán cầu Nam, cho nên bán cầu Bắc sẽ là mùa nóng còn bán cầu Nam là mùa lạnh. Và ngược lại như thế thì từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 thì bán cầu Nam ngả về phía mặt trời, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn bán cầu Bắc nên bán cầu Nam là mùa nóng còn bán cầu Bắc là mùa lạnh. Và thời gian của hai bán cầu về mùa thì sẽ trái ngược nhau. Và do góc chiếu của tia sáng mặt trời khác nhau nên ở các địa điểm mùa, ở các vùng vĩ độ cũng khác nhau. Vùng có vĩ độ ôn đới thì một năm có bốn mùa rõ rệt. Thì chúng ta thấy là khu vực ở phía Bắc Việt Nam của chúng ta sẽ gần với khu vực vùng ôn đới hơn, nên chúng ta thấy là có bốn mùa rõ rệt hơn. Còn ở khu vực phía Nam thì gần với xích đạo hơn, thì chúng ta thấy thì thường ở khu vực Việt Nam thì chỉ có chủ yếu xác định ra hai mùa và rất là khó để phân biệt về đặc trưng thời tiết khí hậu của bốn mùa. Như vậy, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý, quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những nội dung và các bài học mới nhé!